Nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình Khách mời văn nghệ sĩ của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ, giao lưu với một trong những nghệ sĩ trẻ, một tài năng của sân khấu chèo Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu đại úy nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh đến từ nhà hát chèo Quân đội. Xin mời nghệ sĩ ạ. Vâng, xin chào nghệ sĩ. Rất cảm ơn nghệ sĩ đã dành thời gian giao lưu với khán giả yêu chèo của Hưng Yên thông qua chương trình Khách mời văn nghệ sĩ của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên tổ chức. Vâng, lời đầu tiên cho phép Thùy Linh xin được gửi tới quý vị đang có mặt ở trường quay cũng như toàn thể quý vị xem qua màn ảnh nhỏ lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh thân mến, được biết là chị sinh ra trên quê hương Thái Bình, là một trong những cái nôi của nghệ thuật chèo và sở hữu một giọng ca đằm thắm mượt mà làm say đắm lòng người. Chị có thể chia sẻ với quý vị khán giả được biết là cơ duyên nào đã đưa chị đến với nghệ thuật chèo truyền thống ạ? Dạ vâng, thưa chị cũng như là toàn thể quý khán giả, câu hỏi này thì Linh cũng đã được hỏi rất là nhiều rồi. Và đến với nghệ thuật chèo thì phải nói là một cái... Tình cờ thì đúng hơn. Tại vì là ngay từ khi còn nhỏ, mặc dù Linh rất là thích hát, Linh có thể hát mọi lúc, mọi nơi, tức là lúc nào Linh cũng trong tình trạng là ngâm nga hát thôi. Tuy nhiên thì trong đầu Linh cũng không định hướng được rằng một ngày nào đó Linh lại trở thành một diễn viên chèo. Và những cái ngày còn học ở trường cấp 1, cấp 2 ấy, cấp 3 thì Linh là một trong những cái cây văn nghệ nổi nhất trường và có thể là một ngôi sao ở quê hương của mình. Trong những cái ngày tháng ở quê đó thì Linh có rất là chịu khó nghe chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam và Linh có nghe rất là nhiều những cái chương trình dạy hát dân ca, dạy hát chèo ở trên Đài Tiếng Nói đó. Thì trong những cái quá trình đó thì Linh đã rất là thích ca hát rồi và Linh cũng đã bập bẹ biết hát một số những cái làn điệu dân ca, trong đó có cả chèo. Thế thì vô tình một hôm thì cái người mà công lớn nhất để đưa Linh đến với nghệ thuật chèo đấy là mẹ của mình. Và một hôm mẹ có nghe trên truyền hình Thái Bình có thông báo tuyển dụng học sinh diễn viên chèo đó, thì mẹ có rất là thích và mẹ có thúc giục mình là nên để nộp đơn đi thi. Thế và lúc đó thì Linh cũng chỉ nghĩ rằng là đi thi để vừa lòng mẹ thôi, chứ cũng không nghĩ là mình sẽ thi đỗ và mình sẽ trở thành một diễn viên chèo. Và cũng rất là may là khi mà Linh đã nghe được ở trên Đài Tiếng Nói Việt Nam và có sẵn một số vốn bài mà Linh bập bẹ biết hát, thì Linh cũng rất là thản nhiên thôi. Linh hát trong cái buổi thi hôm đó. Và khi mà Linh hát xong thì các thầy chấm có hỏi là thế con là con cái của nhà ai và bố mẹ làm ở đoàn nào? Thế thì Linh có nói là bố mẹ không ở đoàn nào cả. Và đây chỉ là những cái bài hát mà Linh được học ở trên đài thôi. Thế là các bác có dành rất là nhiều những lời khen ngợi cho mình. Và hôm ít đó không lâu thì Linh nhận được giấy trúng tuyển. Và cũng bắt đầu từ đó mở ra cái con đường nghệ thuật chèo đối với Linh. Vâng, như chị nói thì đến với chèo như là một sự tình cờ. Nhưng mà theo Ngọc Anh thì thực sự nó không phải là tình cờ. Bởi vì là tình yêu chèo và những cái mê đắm với chèo thì đã có trong chị từ rất là lâu rồi, từ khi còn nhỏ rồi đúng không ạ? Và để có được ngày hôm nay thì cũng đã phải trải qua một cái quá trình khổ luyện rất là lâu rồi đúng không ạ? Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nghệ sĩ Thùy Linh. Thưa nghệ sĩ, là sở hữu một cái chất giọng đặc biệt như vậy, có thể coi như là một năng khiếu trời cho như vậy, thì chắc chắn là nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh cũng có cơ hội được dự tuyển vào rất là nhiều đoàn văn nghệ, nhiều đoàn nghệ thuật. Nhưng mà tại sao nghệ sĩ lại lựa chọn nhà hát chèo Quân đội để làm bến đỗ cho sự nghiệp của mình ạ?
Vâng, ngay như từ đầu Linh nói đấy, thì Linh sinh ra và lớn lên trên quê hương Thái Bình. Có lẽ đó là một cái nôi của nghệ thuật chèo truyền thống, cho nên cái nghệ thuật chèo nó cũng ngấm vào mình từ khi nào mình cũng không biết nữa. Và khi mà Linh trúng tuyển vào trường văn hóa nghệ thuật của tỉnh thì Linh cũng đã tham gia rất là nhiều những cái cuộc thi của trường, và đặc biệt là Linh rất là may mắn được rất nhiều các cái đơn vị của tỉnh và của huyện, của địa phương có mời Linh cùng tham gia vào các cái chương trình đó. Tuy nhiên thì cái điều mà để cho Linh thích cái màu xanh áo lính và quyết định đầu quân cho đoàn nghệ thuật Tổng cục Hậu cần và hôm nay là nhà hát chèo quân đội, thì phải nói đây là một cái duyên. Cái duyên, sở dĩ nó là một cái duyên là vì với rất là nhiều những cái đoàn nghệ thuật có yêu cầu và có nhã ý là muốn mời sẵn Linh sàng đón nhận thì đúng rồi Linh mời Linh về đầu quân cho đoàn nghệ thuật đó, nhưng tuy nhiên thì Linh đặc biệt dành một cái sự yêu thích cho màu xanh áo lính ngay từ khi Linh bắt đầu tham gia học ở dưới trường nghệ thuật. Bởi vì sao? Bởi vì là từ khi còn nhỏ Linh đã xem rất nhiều những vở diễn của đoàn nghệ thuật Tổng cục Hậu cần. Thế và đến khi Linh được học chèo thì Linh lại được tham gia cộng tác cùng với tỉnh đội Thái Bình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình. Và từ đó là Linh rất thích cái phong cách làm việc của người lính, rất thích cái phong cách làm việc của những người chiến sĩ, những người bộ đội. Và từ đó Linh đã nuôi một cái ý định là có một ngày nào đó Linh được mặc màu xanh áo lính về làng. Và cũng đúng như là những ước mơ của mình, thì khi mà Linh học ở trường thì đạt được rất là nhiều những cái thành tích xuất sắc của trường. Thế thì lúc đó là trưởng đoàn là bác Nguyễn Thế Phiệt, là trưởng đoàn của đoàn nghệ thuật Tổng cục Hậu cần, thì có về dự giờ lớp Linh học 2 buổi. Và bác có nhã ý là mời Linh lên từ khi mà Linh còn đang học cơ. Và khi mà Linh thi tốt nghiệp thì rất rất nhiều các đoàn về để dự buổi tốt nghiệp của Linh. Và cũng rất rất nhiều các đoàn có mời Linh về để đầu quân cho đoàn đó. Nhưng tuy nhiên thì Linh dành cái sự ưu ái đặc biệt nhất cho đoàn nghệ thuật Tổng cục Hậu cần và nay là nhà hát chèo quân đội. Và Linh nghĩ rằng cái mơ ước của Linh đã thành hiện thực, và hiện nay thì Linh đã chính thức là diễn viên của nhà hát chèo quân đội. Vâng, như vậy có thể nói là tình yêu với nghệ thuật chèo và tình yêu với màu xanh áo lính cộng với sự khổ luyện đã cho chúng ta ngày hôm nay một nghệ sĩ ưu tú Thủy Linh của nhà hát chèo quân đội. Rất cảm ơn chị những chia sẻ vừa rồi. Nghệ sĩ ưu tú Thủy Linh thân mến, khán giả thì thường hay gọi chị với những biệt danh ví dụ như là công chúa làng chèo này, hay là đào chín Thủy Linh, hay là sơn nữ ca, những cái biệt danh mà bất cứ một người nghệ sĩ nào cũng mong muốn được nhận từ phía khán giả. Vậy thì chị có thể giải thích đôi chút với khán giả về những biệt danh đó ạ? Linh nghĩ rằng những cái biệt danh mà khán giả đặt cho Linh thì tất cả cũng đều là vì những cái cống hiến của Linh đối với nghệ thuật chèo. Và những cái tên đó thì nghe nó cũng rất là mỹ miều và nó cũng rất là dễ thương, và bất cứ một người nghệ sĩ nào cũng đều mong muốn được nhận, trong đó có Linh. Và Linh tự cảm thấy mình là một người nghệ sĩ vô cùng may mắn khi mà được nhận những cái từ hoa mỹ như vậy. Và từ khi mà Linh đầu quân cho đoàn nghệ thuật Tổng cục Hậu cần và nay là nhà hát chèo quân đội, thì Linh cũng tham gia rất nhiều những cái vai diễn chính, và bây giờ thì Linh không thể nhớ nổi là đã từng có bao nhiêu vai diễn chính mà Linh đã từng tham gia. Và những cái vai chính đó thì nó gắn liền với những cái biệt danh mà khán giả đã đặt cho Linh, ví dụ như là sơn nữ. Sơn nữ là vì Linh đã từng tham gia một cái vở diễn Nước mắt nàng sơn nữ, và cái vở diễn đó cũng là một cái vở diễn rất là ấn tượng. Và một vai nữa là công chúa của làng chèo, có lẽ là đây là một cái tên mỹ miều nhất mà Linh được nhận, nhưng có lẽ là cũng do là vì Linh đã đóng rất là nhiều những cái vai chính, những cái vai công chúa, vai tiểu thư, hoàng hậu đó, những cái vai như thế, cho nên là khán giả đã dành cho Linh những cái tên rất là dễ thương như vậy. Dạ vâng, như vậy là ấn tượng từ những vai diễn mà ngày hôm nay thì Thủy Linh có những cái biệt danh rất là đáng yêu như vậy, đúng không? Đúng ạ rồi. Dạ vâng, xin cảm ơn Thủy Linh. Thưa quý vị và các bạn, và ngay sau đây thì nghệ sĩ Thủy Linh sẽ có món quà gửi tặng tới khán giả, đó là điệu luyện Lâm Cung và điệu Sa Lệ Chênh hát chèo lời cổ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Sao tan mi
Nguyệt nghĩ rằng Nguyệt lặn bóng ông sao ý tan đi sao tan ý.
Nghệ sĩ Thùy Linh có thể nói rằng Luyện Năm Cung là một làn điệu phổ biến nhất trong nghệ thuật chèo. Về giai điệu thì khi trầm, khi bổng, khi thì rất là thầm lặng, khi thì lại vút cao. Và đó cũng là giai điệu mà được viết lời mới nhiều nhất. Vậy thì nghệ sĩ Thùy Linh có thể chia sẻ thêm đôi chút thông tin về làn điệu Luyện Năm Cung mà nghệ sĩ vừa biểu diễn vừa rồi ạ? Đúng như là bạn MC vừa nói đấy, cái làn điệu Luyện Năm Cung thì cái tính chất của nó là trữ tình và nó man mác, nhưng tuy nhiên thì nó là một trong những cái làn điệu rất phổ biến của nghệ thuật chèo truyền thống. Và cái làn điệu này nó là một trong những cái làn điệu mà nó có thể để khiến cho người diễn viên có thể khoe giọng tốt nhất. Chính vì thế mà nó được tận dụng một cách triệt để trong tất cả các cái vở diễn, từ những cái vở diễn truyền thống cho đến những cái vở diễn hiện đại, thì gần như tất cả các vở diễn đều sử dụng những cái làn điệu phổ biến này. Và đặc biệt là cái làn điệu Luyện Năm Cung, thì cái làn điệu Luyện Năm Cung là một trong cái làn điệu mà nó rất là trữ tình, nó dành cho những đôi mà yêu nhau, hò hẹn, yêu thương, nhớ nhung. Đó, thì người ta hay sử dụng những cái làn điệu này. Và đây cũng là một trong những cái làn điệu mà Linh rất là yêu thích. Và Linh có ra được hai cái album chèo, và cả hai album thì Linh đều sử dụng cái làn điệu này. Và Linh nghĩ rằng đây cũng là một cái làn điệu mà tất cả quý khán giả ngồi đây cũng như là quý khán giả xem qua màn ảnh nhỏ cũng đã đều rất là quen thuộc rồi. Thưa nghệ sĩ Thùy Linh, thế còn điệu Sa Lệch Chênh thì sao ạ? Chúng ta có thể thấy điệu Sa Lệch Chênh rất hay xuất hiện ở trong những cái vở diễn, đặc biệt là trong những vở diễn hiện đại thì thường hay xuất hiện Sa Lệch Chênh. Vậy thì Thùy Linh có thể chia sẻ thêm với quý vị khán giả được biết thêm về điệu Sa Lệch Chênh. Sa Lệch Chênh thì cũng như vậy. Sa Lệch Chênh thì cũng là một trong những cái làn điệu mà rất là phổ biến của nghệ thuật chèo truyền thống. Và nó, cái tính chất của cái làn điệu này thì nó hơi man mát buồn một chút. Nó cũng là một cái sự nhớ nhung, một cái sự man mát buồn của một người phụ nữ. Thì cái làn điệu mà Sa Lệch Chênh này thì nữ thì hay sử dụng nhiều hơn,
Tuy nhiên thì nó cũng không cứ là nữ hay nam dùng. Nếu trong một cái hoàn cảnh đặc biệt và một nhân vật chính thì thường là hay hát cái làn điệu này. Và cái làn điệu này nó cũng là một trong cái làn điệu mà nó tôn được cái giọng của diễn viên. Do đó mà người hát cũng cảm thấy rất là yêu thích cái làn điệu này, và người nghe cũng cảm thấy rất là muốn nghe làn điệu này. Do đó nó cũng là một trong cái làn điệu mà được sử dụng nhiều nhất trong tất cả các vở diễn. Vâng, cảm ơn Thùy Linh đã đưa ra những thông tin rất là hữu ích để quý khán giả có thể hiểu rõ hơn về làn điệu Luyện Âm Cung cũng như là Sa Lệch Chênh. Thưa quý vị và các bạn, đàn ai khéo gẩy tính tình, một đàn cá lớn tựa gành nó nghe. Lững lờ cá lội so le, kình ngư cá lớn lại đè cá con. Thị kỳ cá vượt vũ môn, chim khôn tham mồi về tổ bớm con trên cành. Và đó là một đoạn trong lời bài hát Đường Trường Tính Đàn mà nghệ sĩ Thùy Linh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Thời tin ấy tất hỏi
Tôi
con nhện ơi, hết hết cả con to vò rồi. Thưa nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh, được biết là năm 2011 thì Thùy Linh là nghệ sĩ duy nhất trong vở diễn Thương Nhớ Trầu Cau của nhà hát Trèo Quân Đội đã giành giải vàng trong liên hoan trèo toàn quốc. Vậy thì Thùy Linh có thể chia sẻ đôi chút về vai diễn vừa rồi của mình ạ? Vâng, vai diễn Hoài cũng là một trong những cái vai diễn mà Linh rất là ấn tượng. Và cái ấn tượng nhất của Linh với vai diễn này đấy là một cái huy chương vàng duy nhất của vở diễn. Có thể nói rằng là một niềm hạnh phúc rất là lớn. Nhưng tuy nhiên trong cái hạnh phúc lớn nhất của một người nghệ sĩ khi mà mình được huy chương thì mình cũng có một chút nuối tiếc cho những cái người bạn nghề cùng diễn trong vở đó. Bởi vì là một vở diễn mà chỉ được duy nhất một huy chương vàng thì cũng hơi đáng tiếc cho những người bạn đồng hành cùng mình. Nhưng tuy nhiên thì có lẽ đây cũng là một cái động lực mà khiến cho Linh phải cố gắng nhiều hơn nữa trong nghề. Còn nói đến cái vai diễn Hoài thì Linh có nhiều ấn tượng lắm. Bởi vì rằng đây là một cái cô gái mà yêu một trong hai anh em sinh đôi. Cái đất diễn rất là lớn, nó rất là nhiều đất diễn. Và cái nội tâm, cái tâm lý cũng rất là nhiều thay đổi. Từ lúc mà cái cô gái này còn rất là ngây thơ, sau đó cô gái yêu một anh mà lại phải lấy một anh. Sau đó thì chồng đi chiến trường và chồng hy sinh ngoài chiến trường, thì mình ở nhà mình sẽ như thế nào? Tức là cái nội tâm của cô đấy là cũng tương đối phức tạp. Do đó là trong cái quá trình tập luyện thì Linh cũng đã cố gắng rất là nhiều. Nhưng mà Linh cảm thấy rằng là Linh chưa hài lòng với những gì mình đã thể hiện. Chính vì thế mà Linh rất là cầu thị, Linh mong muốn nhận được cái sự đóng góp giúp đỡ từ những người anh em đồng nghiệp, những người có nghề. Thì có rất là nhiều các cô chú đi trước, và đặc biệt là có nghệ sĩ nhân dân Tự Long đã đồng hành cùng với Linh trong suốt quá trình tập luyện. Thế thì nghệ sĩ nhân dân Tự Long trên sân khấu, anh là một, có thể nói anh là một bậc thầy của Linh. Và ngoài đời thì anh là một người anh. Anh như một người anh trai thực thụ, và anh rất là tâm huyết với những cái gì mà anh truyền đạt lại cho mình. Và khi mà Linh diễn không được là có thể là anh sẵn sàng là anh nói rất là gay gắt. Nhưng mà sau đấy thì mình nhận ra rằng cái sự gay gắt đấy làm cho mình rất là trưởng thành. Và khi mà Linh trưởng thành rồi thì Linh rất là xúc động, bởi vì là trên cái đoạn đường đi từ Hà Nội về Thái Bình để dự thi thì mình có đi cùng xe với anh Tự Long. Và trên đường đi là anh dặn dò, rồi anh khuyên nhủ, rồi anh nói thêm rất nhiều về vai diễn. Và từ đó là cái vai diễn này nó mình nhớ, và mình nhớ rất là lâu. Và mình đã ấn tượng thì mình lại càng ấn tượng hơn, bởi vì là có những cái người đồng hành cùng với mình như vậy. Vâng. Vậy thì cái lời thoại nào trong vở diễn đó mà Thùy Linh ấn tượng nhất, và chị có thể biểu diễn lại một chút những cái lời thoại đó được không ạ? Trong cái vở chèo Thương Nhớ Trầu Cau thì nó có rất là nhiều những cái đoạn hay, đặc biệt là những cái đoạn trữ tình của cô gái này khi mà yêu một trong hai anh em Linh Lang ấy. Thì đây là một trong những cái đoạn trữ tình hay nhất mà Linh cảm nhận được trong các vở trữ tình. Tuy nhiên thì những cái đoạn trữ tình đó nó hay, nhưng mà để mà nhớ nhất và ấn tượng nhất thì là một cái đoạn mà khi mà cái cô Hoài này về già, về chung rồi ấy, và chồng đi chiến trường, thì có nhận được một cái tin là chồng đã hy sinh. Và cô ấy cầm một cái lá thư mà anh ấy gửi về, thì vẫn biết được là chồng mình hy sinh đấy, nhưng mà cô ấy vẫn nén cái nỗi đau đó vào lòng. Và cô ấy có một cái tinh thần rất là phụ nữ Việt Nam. Cô ấy rất là kiên cường, và cô ấy vẫn động viên bố mẹ và dìu bố mẹ vào trong phòng trong để nghỉ ngơi. Và khi mà cô ấy quay lại trở lại sân khấu một mình, cô ấy cầm cái lá thư đó, và lúc đó cô ấy mới khóc. Và cô ấy mới được sống thật với cái cảm xúc của mình. Thì gần như là lần nào diễn đến cái đoạn đó Linh cũng khóc. Linh không thể kìm được cái cảm xúc đấy. Lúc đó thì Thùy Linh không phải là Thùy Linh, mà Thùy Linh lúc đó đã trở thành Hoài thực sự, đúng không ạ? Đúng rồi. Linh không hiểu sao cái vở diễn này đã từng đi lưu diễn ở từ Bắc vào Nam, trong tất cả các đơn vị trong và ngoài quân đội từ Bắc vào Nam. Và gần như
tối nào cũng vậy, tối nào cũng diễn vở này trong dòng gần 3 tháng trời. Và gần 3 tháng đó, tối nào Linh cũng diễn, Linh cũng vẫn khóc như vậy. Thế và Linh nhớ ngày đó anh Tự Long có dẫn quân đi, anh Tự Long là trưởng đoàn diễn 1 dẫn quân đi, thì anh Tự Long có nói là Linh ơi, em diễn, tức là em diễn quá là sâu, và khi mà em khóc và em diễn sâu như thế thì em sẽ rất là mệt. Chính vì thế mà anh quyết định là mỗi một tối anh bồi dưỡng cái tiền biểu diễn, anh bồi dưỡng thêm cho Linh tiền để cho Linh bồi dưỡng sức khỏe, vì anh thấy em rất là nhập tâm và đêm nào em cũng diễn rất là hết mình. Và cái câu đó mà khiến cho Linh rất là cảm động. Và Linh cũng xin hát một cái đoạn, nói một cái lời thoại trong cái đoạn mà Linh cảm xúc nhất. Đó là cái lúc mà nhân vật Hoài nhận được cái tin hy sinh của chồng ở ngoài chiến trường. Thì khi mà đưa bố mẹ vào phòng trong rồi thì Hoài có trở lại sân khấu và cầm cái lá thư. Lúc đó thì Hoài đã khóc rất là nhiều. Và Hoài có những cái câu thoại như thế này: Anh Lang ơi, Bao nhiêu lâu nay em đã cất nước mắt vào lòng, em đã cố gượng cười để quên đi nỗi nhớ. Nhưng hôm nay em xin được khóc, em xin được khóc to một lần. Liệu những giọt nước mắt này có làm vơi đi những xót xa đau khổ của em không anh? Đó, sau đó thì cô Hoài hát một cái làn điệu mà nó rất là buồn. Và trong cái không khí này thì Linh cũng không muốn hát lại những cái lời buồn như thế. Và đấy là một trong những cái lời thoại để nối vào cái bài hát đó. Cảm ơn Thùy Linh đã vừa cho khán giả được nghe lại những lời thoại rất là cảm xúc, có thể nói là đầy cảm xúc, trong vở diễn Thương Nhớ Chiều Cao mà đã mang lại thành công cho chị trong kỳ hội diễn năm 2011. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những vai diễn ấn tượng thì nghệ sĩ Thùy Linh còn sở hữu một giọng hát vàng. Giọng hát ấy vừa vang, rền, khoáng đạt và mang một cái hồn chèo sao xuyến bâng khuâng. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức làn điệu Tình Thư Hạ Vị trích trong vở Lưu Bình Dương Lễ do nghệ sĩ Thùy Linh và nghệ sĩ Thế Quỳnh thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Châu Long nàng ơi, ngoài vườn trăng đang tỏ, hoa đượm xinh tươi nở, phong cảnh thật hữu tình. Muốn cùng nàng thâu canh, nhấp chén rượu ân tình cho đỡ nhớ. Thiếp xin chàng miễn thư. Nàng ơi, bóng quê dại ơi, thèm ai chăng em đêm rượu đào chứ tay. Thank you.
kịp đi cầu quý vị và các bạn. Làn điệu tình thư Hạ Vị trích trong vở Lưu Bình Dương Lễ mà chúng ta vừa được thưởng thức là một câu chuyện đầy cảm động và đầy tình nhân văn về tình nghĩa bạn bè, sự thủy chung, giữ trọn tiết nghĩa vợ chồng khi mà chồng cách xa. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn hai nghệ sĩ đã vừa có một màn thể hiện đầy cảm xúc gửi tới quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, sau khi mà nghe nghệ sĩ ưu tú Thủy Linh thể hiện những cái màn biểu diễn rất là ấn tượng vừa rồi thì có một vị khán giả trong trường quay muốn gửi tặng nghệ sĩ ưu tú Thủy Linh một bài thơ, và sau đây thì xin mời bác lên sân khấu ạ. Tôi là một khán giả được đến đây giao lưu cùng với nghệ sĩ chèo. Tôi có cảm xúc, tôi viết một vài câu thơ như thế này. Tôi xin tặng nghệ sĩ này. Đóa hoa đồng nội quê tôi tươi xinh đầm thắm giữa trời thủ đô, hóa thân vào nhạc vào thơ, má đào yếm thắm chẳng mờ nét quê. Chia tay nghệ sĩ ra về mà lòng tôi cứ đam mê trống chèo, người về nhịp phách về theo, để tôi đợi chuyến đợi tiếng trống chèo lần sau. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, cháu rất là cảm ơn bác rất là nhiều vì những cái lời thơ thực sự là tâm huyết, và những người nghệ sĩ làm nghề như chúng cháu thì sẽ rất là hạnh phúc và vinh dự khi mà được đón nhận những tình cảm của các bác như ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Tôi xin cảm ơn các nghệ sĩ đã về Hưng Yên và hẹn lần sau gặp lại. Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh là một nghệ sĩ trẻ có rất nhiều đóng góp cho sân khấu chèo nước nhà. Với nhiều vai diễn đạt giải cao trong các kỳ liên hoan sân khấu chèo toàn quốc, nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh sẽ gặp lại chúng ta và tiếp tục cuộc giao lưu với chúng ta trong phần 2 của chương trình sẽ được phát sóng vào tuần tiếp theo. Và những ai yêu mến nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh thì xin mời sẽ tiếp tục đón xem chương trình. Một lần nữa thì xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh đã nhận lời giao lưu với khán giả yêu chèo của Hưng Yên. Xin chúc chị sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Khách mời văn nghệ sĩ của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình được đồng hành bởi Viettel Hưng Yên ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình Khách mời văn nghệ sĩ của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình được đồng hành bởi Viettel Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong lần giao lưu trước thì chúng ta đã được nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh chia sẻ về con đường nghệ thuật của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được gặp gỡ và giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh. Xin được trân trọng giới thiệu đại úy nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh đến từ nhà hát chèo quân đội. Xin mời nghệ sĩ ạ. Xin chào đại úy nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh, và một lần nữa thì rất là cảm ơn chị đã nhận lời mời giao lưu với các khán giả yêu chèo của Hưng Yên qua chương trình Khách mời văn nghệ sĩ của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Dạ vâng, rất là vui khi mà một lần nữa Thùy Linh lại được trở lại với chương trình, và một lần nữa xin được gửi lời chào và lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như là toàn thể quý khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Nghệ sĩ Thùy Linh thân mến, trong những năm qua thì nhà hát chèo quân đội đã có rất nhiều cống hiến cho nghệ thuật chèo nước nhà và cũng đã gặt hái được rất nhiều thành công trong các hội diễn chèo chuyên nghiệp. Và đó là những cái niềm vinh dự, niềm tự hào đối với bất kỳ một người nghệ sĩ nào của nhà hát chèo quân đội. Vậy thì Thùy Linh có thể chia sẻ thêm điều gì về đơn vị mà mình công tác ạ? Nhà hát chèo quân đội thì tiền thân là đoàn nghệ thuật tổng cục hậu cần, thì phải nói rằng đây là một trong những cái nhà hát mà Linh thực sự là yêu thích ngay từ khi mà Linh còn rất là nhỏ. Có rất là nhiều những cái vở diễn, những cái kịch mục đặc sắc phục vụ cho quân và dân trên khắp cả nước. Và có một điều mà khiến cho Thùy Linh đến giờ phút này vẫn không khỏi tự hào, đấy là mình vừa là một người nghệ sĩ nhưng mình vừa là một người chiến sĩ. Và cái nhà hát chèo quân đội thì luôn luôn được gọi là chiếu chèo duy nhất của người lính. Và đây là cái niềm tự hào chung của tất cả các cái chiến sĩ, nghệ sĩ của nhà hát chèo quân đội. Trong đó là Linh cũng không ngoại lệ. Và trong quá trình công tác và làm việc tại nhà hát chèo quân đội thì Linh càng thêm gắn bó và càng thêm yêu cái công việc cũng như là yêu cái cơ quan, cái đơn vị của mình. Bởi vì sao? Bởi vì trong những quá trình công tác tại đây thì Linh có một cái cảm nhận rằng nhà hát chèo quân đội tiền thân là đoàn nghệ thuật chèo tổng cục hậu cần là một trong những cái mảnh đất màu mỡ để cho tất cả các cái nghệ sĩ trẻ, các cái diễn viên trẻ được thỏa sức thể hiện tài năng của mình. Tại vì sao mà Linh nói như vậy? Bởi với riêng bản thân Linh thì ngay từ khi Linh mới về nhà hát là năm đó Linh 19 tuổi. 19 tuổi Linh vừa mới ra trường thì Linh đã được lãnh đạo chỉ huy giao cho một cái vai diễn khá là quan trọng, vai diễn Nguyên Phi Ỷ Lan. Đây là một trong những cái bộ chèo ba tập bài ca giữ nước mà đã tạo nên cái thương hiệu của nhà hát chèo quân đội. Mà cái điều đó là một cái điều xúc động nhất đối với một người diễn viên trẻ vừa mới ra trường. Và Linh nghĩ rằng có thể Linh là một người may mắn, và cũng có thể đây là cái cơ hội của lãnh đạo chỉ huy tạo điều kiện cho tất cả những cái diễn viên trẻ có thể thử sức. Và sau khi mà Linh được thử sức với vai diễn đó, đó là một vai diễn quá nặng so với Linh lúc bấy giờ. Và khi mà Linh được thử sức và được thỏa sức sáng tạo với vai diễn đó, vai diễn cực khó, thì sẽ
được sự động viên, được sự trợ giúp của rất nhiều người cộng lại. Do đó mà Linh đã có được một cái thành công, và đến ngày hôm nay thì Linh không khỏi tự hào về điều đó. Và Linh nghĩ rằng đây là một cái nơi thực sự là một cái nơi để cho mình thỏa niềm mơ ước, và đã chắp cánh cho mình có được rất nhiều những cái thành công cho đến ngày hôm nay. Và Linh nghĩ rằng nhà hát chèo Quân đội là một trong những cái nhà hát rất là ưu ái những tài năng, và luôn luôn chào đón những cái tài năng mà có thể khẳng định mình qua những cái vai diễn, dù là nhỏ hay dù là lớn, thì luôn luôn trưng dụng các bạn. Vâng. Có lẽ đó chính là lý do vì sao mà Thùy Linh lại thêm yêu cái màu áo nính thêm nữa, đúng không ạ? Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng được thưởng thức làn điệu Con Nhện Răng Mùng hát chèo lời cổ, là những làn điệu đã được phát hành trong CD mang tên Trăng Thương của nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Chàng ơi, đêm năm mi trong miếng canh một mình thiếp tôi, chịu mà để lạnh lùng suốt cả năm. Anh ơi anh chàng hồ ra về, song thiếp y vẫn hỏi thăm. Anh ơi anh chàng trong phần 1 của chương trình thì Thùy Linh đã thể hiện một số làn điệu chèo cổ, và trong đó thì có những cái làn điệu đã nằm trong CD thứ 2 mà Thùy Linh phát hành mang tên là Yếm Đào, sau đĩa thì CD thứ nhất mang tên là Trăng Thương. Vậy thì Thùy Linh có thể chia sẻ với quý vị khán giả truyền hình là một người nghệ sĩ chèo phát hành album thì có khó khăn gì không so với một nghệ sĩ trẻ của dòng nhạc trẻ phát hành album, và khi mà tác phẩm được phát hành ra thì cái sự đón nhận của công chúng là như thế nào? Linh nghĩ rằng với nghệ thuật chèo nói riêng và nghệ thuật truyền thống nói chung, khi mà các nghệ sĩ trẻ đã xác định ra một CD, ra một cái sản phẩm âm nhạc cho riêng mình, đấy là một cái thử thách rất lớn và không ít những khó khăn.
Bởi vì sao mà Linh nói như vậy? Bởi vì rằng trong cái thị trường âm nhạc bây giờ có vô vàn những cái thể loại nhạc khác nhau, đặc biệt là trong cái giai đoạn hội nhập quốc tế toàn cầu như thế này, thì các bạn trẻ có thể thỏa sức xem tất cả những cái nền nghệ thuật mới từ các nước và xem bất cứ đâu, chỉ cần có mạng là các bạn xem được. Chính vì thế mà đó là một trong những cái rào cản lớn nhất cho những cái sản phẩm âm nhạc mà mình làm ra, mà đặc biệt lại là âm nhạc truyền thống nữa. Thế thì Linh cũng đã cho ra mắt khán giả trong cả nước hai album đầu tay. Đấy là một album Trăng Thương là album dân ca và một album chèo Yếm Đào. Tuy nhiên gần đây nhất, năm 2018 thì Linh có cho ra thêm một DVD, Con Nhện Răng Mùng. Và DVD này thì Linh đã được Bộ Quốc phòng rất là ủng hộ và có phát hành toàn quân. Linh biết là Linh phải đối đầu với rất nhiều những khó khăn. Tuy nhiên thì trong những khó khăn đó, nó lại cho mình thêm rất là nhiều những cái bài học, những cái điều rất là quý giá. Bởi vì một người nghệ sĩ nếu như không tâm huyết với nghề và không cháy hết mình vì nghề thì sẽ không ra CD chèo trong thời điểm này. Nhưng tuy nhiên thì đây cũng là một trong những cái thử thách, nhưng trong cái thử thách thì lại có những cái sự quyết tâm và thể hiện cái lòng yêu nghề và say nghề của những người nghệ sĩ. Và Linh cũng muốn rằng bản thân mình phải vượt qua khó khăn thì mình mới có thể làm gương cho tất cả các cái thế hệ đi sau. Dù là khó khăn đến đâu thì Linh cũng vẫn tự tin với cái sản phẩm của mình. Và tự tin một điều rằng đấy là một trong những cái công sức dù là nhỏ bé nhất của một người nghệ sĩ đóng góp cho sự phát triển của nghệ thuật chèo truyền thống. Vâng, có thể nói là với ba CD dân ca và chèo cổ như vậy thì Thùy Linh lại thêm một lần nữa ghi dấu ấn đậm đà trong lòng của khán giả yêu chèo và yêu dân ca trong toàn quốc. Vâng, xin chúc mừng Thùy Linh ạ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng được thưởng thức làn điệu Gian Lệch Chênh hát chèo lời cổ, là những làn điệu đã được phát hành trong CD mang tên Yếm Đào của nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Vàng xanh trà vàng xanh
nghệ sĩ Thùy Linh thân mến, năm 2016 thì nghệ sĩ Thùy Linh lại tiếp tục nhận được huy chương vàng cho vai diễn bà Trần Thị Dung trong vở Đời Luận Anh Hùng, một nhân vật tài sắc nhưng mà cuộc đời thì lại đầy biến thiên sóng gió trong giai đoạn lịch sử, đó là từ thời Lý chuyển sang thời Trần. Vậy thì Thùy Linh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết là nhân vật Trần Thị Dung mà Thùy Linh đảm nhiệm thì có những cái thuận lợi và những cái khó khăn gì khi mà mình đảm nhiệm vai diễn này? Vai diễn Trần Thị Dung có lẽ là một trong những cái vai diễn mà Linh ấn tượng nhất. Và ngay lúc đầu khi mà nhận vai và khi mà làm việc với đạo diễn xong cái phần kịch bản thì Linh quả thật là hoang mang về cái vai diễn này. Bởi vì sao? Cái vai diễn này nó là một cái tuyến nhân vật trải dài từ lúc cái cô Trần Thị Dung yêu Hoàng Tử Sảm, yêu Trần Thủ Độ ngày trẻ đó, sau đó bị Hoàng Tử Sảm là cướp về làm vợ. Và Trần Thủ Độ đã nhường người yêu mình cho Hoàng Tử Sảm. Thế thì lúc đó là cô này mới có mười mấy tuổi, cho đến khi mà bà Trần Thị Dung ngoài 70 tuổi. Thế thì khi mà nhận kịch bản xong và thoại lời xong thì Linh có nói với đạo diễn Doãn Hoàng Giang rằng là thầy ơi, con rất là sợ. Bởi vì cái đoạn trẻ thì con có thể diễn được, nhưng mà nói thật là con chưa bao giờ vào một cái vai 70-80 tuổi cả. Và con không biết phải hóa trang như thế nào nữa. Và con cũng chưa hình dung ra cái dung dáng, cái lúc đó con phải làm như thế nào. Thế thì Linh nghĩ đây là một trong những cái khó khăn lớn nhất của vai Trần Thị Dung đối với Linh. Linh về, Linh xem, Linh tìm hiểu tài liệu và Linh nhìn những cái hình ảnh của những người lớn tuổi và xem video xem là cái hành động cử chỉ của người ta như thế nào. Bởi vì nó quá già so với cái tuổi của mình và Linh thực sự là chưa diễn một cái vai già quá như vậy bao giờ. Mà trong khi đó vai Trần Thủ Độ thì nghệ sĩ ưu tú Đình Óng hóa trang già rất đẹp. Mà Linh thì Linh càng lo lắng. Anh ấy càng đẹp càng già bao nhiêu thì Linh lo lắng bấy nhiêu. Và cái buổi đầu tiên khi mà tập đến cái cảnh đó thì Linh run quá. Và tuy nhiên thì khi mà diễn xong thì Linh có rất là run và Linh chạy xuống Linh hỏi một số anh chị em trong nghề rằng là diễn già như thế đã được chưa? Thế thì mọi người bảo, ô cũng được rồi đấy, cũng thấy già lắm rồi đấy. Thế thì lúc đấy mình mới bắt đầu có một chút tự tin. Thế thì đấy là một trong những cái khó khăn lớn nhất của Linh là cái phân định tuổi tác. Tức là một cái vai diễn nó quá già so với tuổi ngoài đời của mình thì mình phải tìm làm sao những cái hành động, những cái cử chỉ làm sao nó phải tinh tế nhất. Và già nhưng không phải là một bà già bình thường mà là một người già trong hoàng cung, nó khác. Do đó mình, cái lối diễn của mình nó cũng khác. Thế còn cái thuận lợi trong cái vai diễn này của Linh đó là nó rất là nhiều đất diễn. Linh rất thích những cái vai diễn nào khó và có nhiều đất diễn. Không biết là khán giả cảm nhận là Linh diễn đã đạt hay chưa, nhưng cái chủ quan của cá nhân mình là một người nghệ sĩ thì Linh thích thể hiện một cái vai nó có đa nhân cách và nó có nhiều những cái diễn biến nội tâm là Linh rất là thích. Và Linh đã cố gắng thu thập rất là nhiều những cái thông tin về lịch sử cũng như những cái thông tin cho nhân vật của mình để làm sao thể hiện tốt nhất cái vai diễn của mình. Và cũng rất là may mắn khi mà Linh là một trong những cái nghệ sĩ nữ được điểm cao nhất của hội diễn. Và nghệ sĩ ưu tú Đình Óng là một trong những nghệ sĩ nam cao nhất điểm của hội diễn năm 2016. Đấy cũng là một trong những cái mà mình cảm thấy rất là vinh dự và tự hào. Vâng. Vậy thì ngay bây giờ Thùy Linh có thể hát tặng quý vị khán giả một cái trích đoạn nhỏ trong vở diễn Đời Luận Anh Hùng mà nghệ sĩ Thùy Linh cảm thấy yêu thích nhất được không ạ? Có rất là nhiều những cái đoạn mà Linh thích trong cái vai diễn Trần Thị Dung này của vở diễn Trần Thủ Độ. Tuy nhiên mà một cái đoạn mà Linh cũng rất là thích đó là cái đoạn mà Linh sợ nhất đấy. Đấy là cái đoạn về già. Linh ngoài 70 tuổi và Linh lúc đó già rồi nhưng mình vẫn phải hát. Thì mình phải hát thế nào để cho người ta chấp nhận được là một người có tuổi đang hát chứ không phải là một Thùy Linh rất là trẻ trên sân khấu đang hát. Thế thì Linh cũng rất là thích một cái bài hát, cái kết của, gần như là cái kết của vở diễn khi mà bà Trần Thị Dung mặc dù là phải trải qua rất là nhiều những cái biến thiên trong cuộc đời mình, tuy nhiên thì bà vẫn là rất ủng hộ chồng và theo chồng đến phút chót. Và những một cái bài hát, một cái làn điệu cuối cùng mà bà hát mà Linh cũng rất là thích. Linh có thể hát một vài câu được không? Dạ, chắc chắn là được rồi ạ.
Ông ơi, nhìn ông tôi xót xa trong bể nghỉ niềm mi đau âm mi thầm mi ngày đêm vò xe ai cũng tưởng chốn phú quý vinh hoài đâu chiều người khiến ni lòng ý tê tái bao oan ni trái cứ gào than y tim nhức nhối lòng nhói đau từng hồi khiến tâm can cũng dạ rời lệ sầu thương ông lắm ông ơi. Đây là một cái làn điệu mà bà ấy an ủi ông Trần Thủ Độ, và sau khi mà bà Trần Thị Dung hát xong cái làn điệu này thì ông Trần Thủ Độ có thốt lên một câu cuối cùng là: ôi, ta vẫn cuối cuộc đời này, cái mà ta còn vẫn là có em. Và ông ấy ra đi. Và đấy là một cái kết cũng tạo nên rất là nhiều những cái sự hưởng ứng của khán giả cho vở diễn này. Với sự hóa thân như vậy thì Ngọc Anh đã hiểu được là vì sao mà Thùy Linh đã nhận được sự yêu mến của khán giả và đã giành được huy chương vàng trong vở diễn vừa rồi. Vâng, cảm ơn Thùy Linh. Thưa quý vị và các bạn, sẩm là một loại hình hát nói kể chuyện phổ biến ở vùng Bắc Bộ nước ta và phát triển nhất vào giai đoạn từ cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20. Từ khi hình thành, trải qua hàng trăm năm, sẩm ngày càng đi vào lòng người và đồng thời trở thành một loại hình âm nhạc độc đáo, một nét văn hóa thú vị của dân tộc. Lời ca của sẩm dù được cất lên bởi những nghệ sĩ nghèo có nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng mà ít khi bi lụy, và trong sẩm thì nhiều khi thì cái tiếng cười nó còn nhiều hơn cả những cái tiếng ai oán. Ai bảo cứ nghèo là khổ, và sẩm còn là nụ cười châm biếm những thói hư tật xấu trong xã hội, nụ cười yêu cuộc đời tha thiết không quản khó nghèo, hay là ca ngợi những anh hùng dân tộc, khuyến khích con người ta vượt qua những áp bức thống trị. Và ngay sau đây thì nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh sẽ gửi tới quý khán giả một làn điệu sẩm mang tên Sẩm Huê Tình. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Bằng trẻ ơi ngọn trẻ.
tình, ai thấu chẳng mà cho chẳng. Sự tình Linh, ngoài làn điệu Sẩm Huê Tình thì Sẩm còn có những làn điệu nào khác, và nghệ sĩ có thể hát một cái làn điệu Sẩm nào khác cho quý vị khán giả cùng thưởng thức được không ạ? Vâng, ngoài cái làn điệu Sẩm Huê Tình thì còn rất nhiều những cái làn điệu Sẩm khác. Linh nghĩ rằng nó khoảng trên dưới 10 cái làn điệu khác nhau và nó được phổ rất là nhiều lời. Tuy nhiên thì một người nghệ sĩ chèo không được đào tạo hát Sẩm một cách cơ bản, mà gần như những cái làn điệu hát Sẩm mà Thủy Linh cũng như là các nghệ sĩ hát được đều là tự học từ các nghệ nhân, chứ không được học hay là không được đào tạo cơ bản từ ngay từ trong trường là không có. Chỉ có một làn điệu Sẩm Thập Ân vừa rồi mà thôi. Và từ những cái làn điệu Sẩm đấy thì mình phải tự tìm tòi, tự học và tự lắp ghép những cái lời khác. Thế thì Linh cũng như những cái nghệ sĩ khác thì cũng ngoài những cái chuyên môn chính của mình thì cũng chịu khó tìm tòi, ví dụ như ca trù này cũng học hỏi một chút, và Sẩm, hát văn và rất là nhiều. Linh cũng cố gắng là mình biết càng nhiều càng tốt. Ngoài cái làn điệu Sẩm Huê Tình này ra thì Linh còn có thể thuộc một vài làn điệu Sẩm nữa, trong đó có làn điệu Sẩm Thập Ân. Và bây giờ thì Linh xin được gửi tới bạn nữ MC và cũng như là tất cả quý vị cùng thưởng thức một hai câu trong cái làn điệu Sẩm Thập Ân đấy nhé. Mẹ mới có thai, kể từ một ân là con ơi. Mẹ mới có thai, âm dương là âm dương 9 tháng ơi, 10 ngày thai sinh kể từ vạch đất lều tranh như nắng mưa đùm bọc rách lạnh luống những chở che lúc ra đời thì con nơi cất tiếng oe oe. Đây là một trong những cái câu mà Linh có nhớ. Vâng, xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thủy Linh, và chúng ta thực sự là được thấy một nghệ sĩ rất đa tài của sân khấu truyền thống Việt Nam. Một lần nữa thì xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thủy Linh. À,
thưa nghệ sĩ Thùy Linh, với gần 20 năm làm nghề trên sân khấu chuyên nghiệp như vậy thì chắc hẳn là chị đã có rất là nhiều những cái kỷ niệm sâu sắc với nghề của mình. Vậy thì ngày hôm nay đến với khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên thì chị có thể chia sẻ với khán giả một cái kỷ niệm mà chị sâu sắc nhất, ấn tượng nhất trong cái quá trình sự nghiệp mà con đường nghệ thuật chèo của mình ạ? Đúng như là bạn MC vừa nói đấy, thì là trong cái quá trình làm nghề của Linh cũng tương đối là dài. Nó không phải là quá dài nhưng nó cũng không phải là ngắn nữa. Thì nó có rất là nhiều những cái kỷ niệm đáng nhớ. Mỗi một đêm diễn là một kỷ niệm khác nhau, mà đã không biết bao nhiêu đêm diễn và không biết bao nhiêu kỷ niệm. Và với một người nghệ sĩ chèo mà lại là một người chiến sĩ nữa thì lại càng nhiều kỷ niệm hơn. Tuy nhiên thì Linh nhớ nhất đấy là cái chuyến mà Linh đi công tác tại quần đảo Trường Sa để biểu diễn phục vụ cho các chiến sĩ ở ngoài hải đảo. Như ở đơn vị của Linh thì đã có rất là nhiều những chuyến đi Tây Bắc, Đông Bắc, rồi đi miền núi, đi đảo, cũng nhiều các thế hệ đi nhiều rồi. Nhưng Linh thì Linh được đi duy nhất một lần vào năm 2009. Và đấy là những cái kỷ niệm mà Linh nhớ nhất khi mà Linh ra đến các cái đảo của quần đảo Trường Sa. Thì cái cảm giác của mình lúc đó là một người nghệ sĩ và một người chiến sĩ, lúc đó nó khác hẳn với cái cảm giác của một người nghệ sĩ ở trong đất liền. Và Linh nghĩ rằng cái thời mà Linh đi đó thì ở các chiến sĩ ở ngoài đảo chưa đón nhiều những cái đoàn văn công như bây giờ. Có thể bây giờ thì ở đảo đón nhiều các cái đoàn văn công nhiều hơn, bởi vì những cái phương tiện đi lại nó cũng có thể là nó cũng được tăng cường nhiều hơn. Nhưng cái thời đó thì nó ít hơn. Cho nên là khi mà bước chân ra các đảo thì các cái chiến sĩ hải đảo dành cho những cái người nghệ sĩ những cái tình cảm mà không bao giờ có thể quên được. Đó, Linh nhớ nhất là khi mà Linh ra diễn ở đảo thì có một chiến sĩ, khi mà Linh đang đi cùng đoàn nhưng Linh lại đi sau cùng, thế thì có một chiến sĩ thì tự nhiên chạy ra và kéo tay Linh lại, và lúc đấy cũng rất là sợ, cũng không hiểu là đồng chí này định làm gì cả, vì lúc đấy còn rất là ít tuổi thôi. Thì đồng chí kéo tay lại và dúi vào tay mình một con ốc, một vỏ ốc. Thế thì lúc đấy trời ơi, cái cảm giác của mình nó xúc động vô cùng. Và khi mà dúi vào tay Linh cái vỏ ốc xong rồi, đồng chí đó chạy vào trong bếp, tại vì đồng chí đây là cốc dưỡng, nhưng mà đứng trong bếp nhìn qua cái khe cửa đấy, nhìn ra dưới biển là đã thấy đoàn văn công đi lên rồi. Chính vì thế mà đồng chí đã cầm sẵn con ốc đấy và đã nhắm mình từ rất là xa rồi mà mình không biết. Thế thì nhận được cái vỏ ốc đấy, lúc đấy cái cảm giác nó lạ lắm. Nó vừa thiêng liêng và nó vừa gần gũi. Mình như những người bạn thân quen từ bao giờ vậy. Và mình cảm thấy mình cũng nổi da gà lên vì những cái tình cảm của những cái đồng chí hải quân. Và đấy cũng là lần đầu tiên Linh được đi và lần đầu tiên mà Linh được chứng kiến cái tình cảm của rất nhiều những cái đồng chí khác. Và có rất nhiều những cái kỷ niệm trên chuyến đi đấy. Nhưng mà có lẽ là cái vỏ ốc đấy thì Linh nhớ nhất và Linh vẫn còn giữ cho đến tận bây giờ. Như vậy thì không chỉ là tình cảm của công chúng, của khán giả, mà đó còn là tình cảm của những người đồng chí với mình nữa, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh. Thưa quý vị và các bạn, đại úy nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh đã từng đảm nhiệm vai Nguyên Phi Ỷ Lan trong 3 tập chèo Bài Ca Giữ Nước, nàng Sơn Nữ trong vở Chuyện Tình Nàng Sơn Nữ, nàng Ngọc Lan trong vở Chuyện Người Xưa và Kiều Liên trong vở Lời Ước Nguyền. Năm 2013, trong cuộc thi Nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra tại Hải Phòng, thì Nhà hát chèo Quân đội đã giành huy chương vàng với vở diễn Người Thầy của Muôn Đời, và nghệ sĩ Thùy Linh cùng 5 nghệ sĩ của nhà hát đã đạt huy chương vàng và nhiều huy chương bạc. Năm 2011, tại Liên hoan sân khấu chèo về đề tài hiện đại thì diễn ra tại Thái Bình, Nhà hát chèo Quân đội cũng đã giành huy chương bạc vở diễn Bến Nước Đời Người. Giải cá nhân có 3 huy chương vàng và 7 huy chương bạc.
Trong thành tích chung đó thì có đóng góp không nhỏ của nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh, một nghệ sĩ trẻ đầy tài năng. Chị đã hy sinh khá nhiều thời gian và cả cuộc sống riêng tư của mình dành cho nghệ thuật chèo truyền thống. Và xin chúc chị có nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc, tiếp tục có những vai diễn ấn tượng gửi tới quý khán giả trong cả nước. Và xin chúc cho nhà hát chèo Quân đội sẽ luôn giữ vững danh hiệu anh hùng và tiếp tục đóng góp cho nền nghệ thuật truyền thống nước nhà. Và trước khi chia tay thì nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh sẽ gửi tới quý vị và các bạn hai làn điệu chèo cổ là Chinh Phụ và Quân Tử Vô Dịch. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh. Thưa quý vị và các bạn, và chương trình khách mời văn nghệ sĩ của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chương trình được đồng hành bởi Viettel Hưng Yên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Oh,
Châu Long nàng ơi, tạm biệt nàng ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương tư mã của Từ Thân, để ngày ngày nàng vẫn tóc soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Thiếp nguyện giữ lòng thiếp như tấm gương này, sáng mãi không mờ chút buồn. Em ơi, chấp kinh phải biết tòng quyền. Quyết em chẳng
ngõ chúc quanh nhìn bóng đi ai đã cất đi luôn bâng khuâng thank you.